10 dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp, đi khám ngay kẻo hối không kịp. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Handmade VN. Quý vị thân mến, tuyến giáp là một bộ phận rất quan trọng, đóng vai trò giải phóng các hormone có hình dạng con bướm ở phía trước cổ. Tế bào tuyến giáp là tế bào duy nhất trong cơ thể có thể hấp thụ iốt. Vì vậy, chức năng tuyến giáp là tổng hợp iốt từ nguồn thực phẩm mà chúng ta ăn vào, từ đó chuyển hóa tạo thành các hormone tuyến giáp thông qua việc gắn với các axit amin tyrosine. Hormone tuyến giáp gồm có tyrosine và chiodotyronin. Hormone tuyến giáp có vai trò rất quan trọng với cơ thể, nó kích thích hoạt động của tim, tăng cường sự co bóp, tăng hô hấp để cung cấp oxy cho sự chuyển hóa ở các mô, tăng cường hoạt động của não bộ và hoàn thiện hệ thần kinh, điều hòa thân nhiệt, duy trì cân nặng của cơ thể hay thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, kích thích sự sinh trưởng, phát dục, tác động đến sự phát triển và hoạt động của tuyến sinh dục và tuyến sữa, tăng cường chuyển hóa glucid gây tăng đường huyết, tăng cường chuyển hóa lipid tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Qua nhiều nghiên cứu thì tỷ lệ mắc các bệnh lý về tuyến giáp khoảng 30% trong số những người từ 18 đến 65 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh tăng lên theo tuổi và thường gặp ở phụ nữ, tỷ lệ 5 nữ 1 nam. Nếu không sớm được điều trị hiệu quả, tình trạng rối loạn chức năng ở tuyến giáp có nguy cơ kéo theo hàng loạt các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như các bệnh lý về tim mạch, suy tim, cholesterol cao hay loãng xương, suy giảm tầm nhìn, mắt lồi, tổn thương thần kinh ngoại biên, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần như mất ngủ, phiền muộn, trầm cảm hay có thể tử vong. Vậy cụ thể có những dấu hiệu nào cảnh báo bệnh tuyến giáp thì mời các bạn cùng Handmade VN chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Dấu hiệu thứ nhất, bướu cổ hay cổ sưng. Các bệnh về tuyến giáp như bướu giáp hay viêm giáp sẽ luôn đi kèm với một biểu hiện rất rõ ràng là phần cổ sưng lên hay còn gọi là bướu cổ. Tình trạng này thường đi kèm với việc cơ thể thiếu iốt gây ra tình trạng khó hô hấp hay khó nói chuyện. Dấu hiệu thứ hai, viêm cánh tay, đau cơ khớp. Đau cơ khớp cũng là một trong những triệu chứng của bệnh về tuyến giáp. Đối với bệnh suy giáp, các bạn sẽ cảm thấy tê cứng cánh tay do lượng hormone tín hiệu bị thiếu, dẫn đến việc não gửi thông tin đến các cơ chậm hơn bình thường. Còn đối với cường giáp thì người bệnh rất dễ bị cứng khớp và khó phối hợp các chi. Đau cơ khớp cũng là một trong những triệu chứng của bệnh tuyến giáp. Dấu hiệu thứ ba, tóc và da suy yếu. Khi bạn bị suy giáp, tóc sẽ giòn, sơ, dễ gãy, da trở nên khô và bong chóc. Tình trạng này xảy ra do rối loạn hormone tiết ra làm tóc khó tăng trưởng. Người bệnh sẽ dễ bị rụng lông và tóc, da trở nên đặc biệt mẫn cảm. Dấu hiệu thứ tư, đó là kinh nguyệt không đều và khó có con. Suy giáp ảnh hưởng rất lớn tới vấn đề kinh nguyệt. Nếu như các kỳ kinh nguyệt đến sớm với tần suất cao hơn, các bạn cũng có thể đã bị suy giáp. Còn nếu kỳ kinh nguyệt ngắn hơn, ít xuất hiện hơn, thì bạn có thể bị cường giáp. Tình trạng này là do nồng độ hormone thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh nguyệt, làm thay đổi chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Từ đó khiến cho các nang trứng cũng bị rối loạn theo, khiến quá trình thụ tinh và sinh con trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Dấu hiệu thứ 5, đó là giảm ham muốn tình dục. Các bệnh về tuyến giáp đều liên quan trực tiếp đến hormone, vì thế nếu như bệnh phát triển lâu dài sẽ làm mất cân bằng nội tiết tố estrogen, khiến người bệnh không còn ham muốn và vô sinh. Bệnh tuyến giáp đặc biệt còn có tác động tới kinh nguyệt cũng như chu kỳ rụng trứng. Dấu hiệu thứ 6, lượng cholesterol thay đổi. Máu của những người có bệnh về tuyến giáp thường có tỷ lệ cholesterol thất thường, vì vậy nếu bạn không sử dụng các loại thuốc về cholesterol hay đang điều trị các bệnh lý liên quan mà nồng độ cholesterol vẫn cao thì có lẽ bạn nên đi khám bác sĩ ngay lập tức. Dấu hiệu thứ 7, gặp các vấn đề về đường ruột. Hormone tuyến giáp gây ảnh hưởng tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể và hệ tiêu hóa cũng không ngoại lệ. Người bị bệnh liên quan tới tuyến giáp rất dễ gặp phải các bệnh về đường tiêu hóa. Đối với những người bị bệnh suy giáp thì dễ bị táo bón, còn đối với người cường giáp thì thường bị tiêu chảy và đau bụng. Dấu hiệu thứ 8, tăng huyết áp. Hormone từ tuyến giáp có ảnh hưởng rất lớn đến các vấn đề về tim mạch, dẫn đến tình trạng kích thích làm tăng giảm nhịp tim và sức bơm máu. Vậy nên nếu như huyết áp của bạn thất thường thì khả năng là bạn đang bị rối loạn tuyến giáp. Cường giáp sẽ khiến cho huyết áp bị chậm, còn suy giáp khiến cho huyết áp tăng nhanh. Dấu hiệu thứ 9,
mệt mỏi, trầm cảm và lo âu. Nếu như bạn đang bị rơi vào tình trạng trầm cảm và hoảng sợ mà chữa trị mãi vẫn không khỏi thì rất có khả năng các bạn đang có các vấn đề về bệnh tuyến giáp. Khi mắc các bệnh về tuyến giáp, hormone bị suy giảm, do đó mà cơ thể của bạn sẽ không được thúc đẩy và gây ra tình trạng mệt mỏi. Đặc biệt là cường giáp còn có thể khiến cho bạn mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc. Serotonin là một loại hormone có tác dụng giúp cho cơ thể cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Việc sản xuất quá ít hormone tuyến giáp có thể gây ảnh hưởng đến lượng serotonin ở trong não. Do đó, khi tuyến giáp hoạt động không tốt, lượng serotonin trong não bị giảm đi, khiến bạn luôn luôn cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Dấu hiệu thứ 10. Cân nặng thay đổi đột ngột. Khi bị cường giáp, bạn luôn có cảm giác đói do các hormone sản sinh liên tục và dù ăn bao nhiêu vẫn bị giảm cân. Còn với suy giáp thì bạn không có cảm giác muốn ăn, dù không ăn bạn vẫn tăng cân bất thường. Vậy nên nếu như cân nặng của bạn trở nên bất thường, mặc dù đã thay đổi khẩu phần ăn uống, thì các bạn có thể nghĩ ngay tới việc mình bị bệnh tuyến giáp và đi khám ngay để điều trị cho phù hợp. Dưới đây là 5 thói quen sinh hoạt hàng ngày giúp bạn phòng ngừa bệnh tuyến giáp một cách hiệu quả. Thứ nhất, đó là bổ sung đủ iốt. Việc thừa hoặc thiếu iốt có thể gây ra các vấn đề về bệnh lý tuyến giáp. Vì vậy, một chế độ dinh dưỡng hàng ngày cần được cung cấp đầy đủ lượng iốt cần thiết. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, một người trưởng thành cần trung bình 150 microgram iốt mỗi ngày. Phụ nữ mang thai cần nhiều hơn là 220 microgram và phụ nữ cho con bú sẽ cần đến 290 microgram mỗi ngày. Thứ hai, hãy rèn luyện thể chất thường xuyên với những bài tập chẳng hạn như yoga, thiền, thở sâu sẽ giúp bạn loại bỏ căng thẳng. Điều này sẽ giúp cho cơ thể của bạn trở nên khỏe mạnh cũng như tăng cường hệ thống miễn dịch chủ động của cơ thể. Khi hệ miễn dịch hoạt động tốt sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh do kháng thể nhận diện và tiêu diệt nhầm các tế bào tuyến giáp cũng được hạn chế. Thứ ba, chú trọng về chất lượng cũng như thời gian giấc ngủ. Từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày, bạn có thể sắp xếp và giữ cho phòng ngủ được thoáng mát, ấm áp, không dùng thức uống chứa caffeine sau 6 giờ tối để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thứ tư, tái khám bác sĩ thường xuyên và thực hiện các xét nghiệm tầm soát theo chỉ định của bác sĩ nếu có dấu hiệu nghi ngờ. Thứ năm, thiết kế một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trong phòng ngừa và hạn chế tiến triển của bệnh cường giáp, các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa luôn là lựa chọn mà các chuyên gia khuyến cáo bạn nên sử dụng. Các loại thực phẩm giàu oxy hóa có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như trái cây, đặc biệt là hoa quả mọng nước như việt quất, dâu tây, các loại rau xanh như cải xoăn. Bác sĩ đông y tiết lộ, chỉ cần ăn rau muống nấu cùng thứ này chữa cả đống bệnh gan thận khỏe như voi, tăng cường máu lên não, giúp máu lưu thông được tốt hơn. Đây là một trong những bài thuốc đông y quan trọng nhất cho giấc ngủ, não bộ và chứng bệnh thiếu máu não. Điều này cực kỳ quan trọng đối với con người hiện đại ngày nay. Kết quả của một lối sống bận rộn, căng thẳng, thói quen xấu. Trung bình mỗi người ngày nay ngủ ít hơn 2 tiếng so với 30 năm về trước. Và việc thiếu ngủ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, khả năng miễn dịch, tiêu hóa, trạng thái tâm lý và phát sinh bệnh tật. Nếu chúng ta muốn khỏe mạnh, chúng ta nên có 7 giờ ngủ sâu mỗi đêm. Vậy cụ thể nó là thứ gì mà lại giúp cho chúng ta ngủ ngon như vậy và ngủ sâu đến sáng, tinh thần minh mẫn, lưu thông máu được tốt, lại còn đánh bay được cả tá bệnh tật và tại sao nó lại tốt đến như vậy? Thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Có rất nhiều các thông tin hữu ích về sức khỏe sẽ chia sẻ tới bạn. Nguyên liệu đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho công thức này đó chính là rau muống. 5 ngọn rau muống là đủ cho công thức này. Rau muống được biết đến với tác dụng hỗ trợ điều trị thiếu máu do trong rau muống có hàm lượng chất sắt rất dồi dào. Bây giờ thì bạn sẽ sử dụng một tô nước, sau đó thêm vào một thìa baking soda để rửa sạch phần rau muống này các bạn nhé. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, vitamin B, vitamin C, gồm các khoáng chất như là canxi, phosphor và các chất dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng chất sắt rất dồi dào. Sau khi mà bạn ngâm 10 phút trong nước như thế này thì các bạn sẽ rửa thật sạch nhé. Rau muống còn được biết đến với tác dụng đó là làm giảm cholesterol, phòng chống bệnh tiểu đường, bảo vệ sức khỏe tim mạch do trong rau muống có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, giàu vitamin A, vitamin C, beta-carotene. Những chất chống oxy hóa này sẽ giúp giảm mức cholesterol toàn phần, tránh tình trạng các mảng lipid lắng đọng gây xơ vữa động mạch vành,
từ đó làm giảm nguy cơ hình thành các cơn đau tim, đột quỵ. Bên cạnh đó thì trong rau muống có chứa magie giúp giảm huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn. Nguyên liệu thứ hai bạn cần cho công thức này đó chính là đường phèn. Đường phèn đã được chứng minh là rất có lợi trong việc làm giảm các vấn đề nghiêm trọng như là thiếu máu. Các nhà khoa học cho biết việc tiêu thụ một lượng đường phèn có thể giúp cải thiện nồng độ hemoglobin, cải thiện quá trình lưu thông máu và là một thành phần trong một số loại thuốc dùng để điều trị bệnh thiếu máu. 2 gram là đủ cho công thức này. Nguyên liệu thứ ba bạn cần cho công thức này đó chính là muối biển. Muối đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giữ cân bằng nước trong và ngoài tế bào, trong lòng mạch máu và nó có chức năng duy trì áp lực thẩm thấu, duy trì điện thế tế bào và dẫn truyền xung động thần kinh. Bạn chỉ cần 5 đến 6 hạt muối biển là đủ cho công thức này. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình 50ml nước lọc các bạn nhé. Sau đó thì bạn sẽ chuẩn bị một máy xay sinh tố và cho rau muống, đường phèn, muối và nước vào để xay nhuyễn. Khi các bạn xay xong thì các bạn hãy sử dụng dây lọc để chúng ta lọc bỏ phần bã, chỉ lấy phần nước thôi các bạn nhé. Và nguyên liệu thứ tư mình muốn nhắc đến ở đây đó chính là trứng gà. Một quả trứng gà là đủ cho công thức này. Trứng gà được biết đến là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao. Trong trứng có đủ chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất, các men và hormone. Và trong lòng đỏ trứng gà có chứa đạm, có giá trị sinh học cao, giàu canxi, sắt, phosphor cùng nhiều loại vitamin tham gia vào quá trình tạo máu. Và trứng cũng là một nguồn kali rất tuyệt vời, nó hỗ trợ sức khỏe thần kinh và cơ bắp. Kali giúp cân bằng nồng độ natri trong cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe của tim mạch. Cho cái phần trứng đã đập vào một cái bát lớn hơn nhé và hãy quậy thật là đều lên. Sau đó thì các bạn sẽ cho phần nước rau muống chúng ta vừa mới làm xong vào chung với tô trứng và hãy quậy thật là đều lên. Trong trứng có chứa nhiều chất dinh dưỡng chẳng hạn như lutein và choline. Lutein bảo vệ chống lại bệnh tật và choline được cho là cải thiện sức khỏe của não bộ. Và lòng đỏ trứng có chứa biotin rất quan trọng cho tóc, da và móng được khỏe mạnh cũng như sản xuất insulin ở trong máu. Và trứng gà có chứa nhiều omega 3 là chất béo rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi nhá. Sau đó thì các bạn sẽ cho hỗn hợp này vào trong nồi và thêm vào đó một chút nước rồi đem đi nấu nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ bật bếp và để lửa lớn nhá để nước nấu được nhanh sôi hơn. Sau đó thì các bạn giảm lửa xuống nhỏ liu riu và hấp cách thủy trong thời gian là 10 phút. Đây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên giúp bạn hỗ trợ điều trị bệnh thiếu máu, đau đầu, mất ngủ, suy giảm trí nhớ rất hiệu quả. Không những vậy, nó còn có tác dụng làm giảm cholesterol, phòng chống các bệnh về tiểu đường, bảo vệ sức khỏe tim mạch, giúp da và tóc được khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón, trị chứng khó tiêu, giúp cho mắt sáng và khỏe mạnh. Sau khi mà các bạn hấp được 10 phút thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhá. Sau đó thì hãy thưởng thức khi còn nóng các bạn nhé. Mỗi một ngày bạn làm một hũ như thế này, ăn vào buổi sáng hoặc là trưa khi bụng đói, trước bữa ăn 30 phút nhé. Và bạn sẽ làm liên tục trong 7 ngày đầu tiên. Sau đó thì bạn sẽ duy trì 3 buổi mỗi một tuần. Bạn sẽ cảm thấy cái tình trạng thiếu máu, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, giảm hẳn. Bản thân mình cũng là một người bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, nên mình rất hiểu cái cảm giác của bạn. Tuy nhiên, bạn chỉ cần nghĩ đúng đắn về cái vấn đề bệnh tật của mình,
thì mình tin rằng bạn sẽ cải thiện được tình trạng đó giống như mình đã làm. Và bên cạnh đó thì người thiếu máu cần có một cái chế độ dinh dưỡng thực sự phù hợp. Bạn tham khảo một chế độ dinh dưỡng mà mình giới thiệu ở dưới đây nhé. Đó là một chế độ dinh dưỡng cân đối giữa protein động vật và protein thực vật. Protein động vật, các loại thịt màu đỏ chứa nhiều sắt như thịt bò, thịt bê, thịt lợn, gan, tiết. Và số lượng các bạn cần sử dụng trong một ngày tương ứng với 200-300g thịt trên một ngày. Hoặc là các nhóm hải sản như là cá thu, cá hồi, sò, ốc hàu. Và bạn cần đảm bảo là ăn chỉ 2-3 bữa trên một tuần thôi nhé. Và trứng, protein thực vật được lấy từ các loại rau có màu xanh đậm, bao gồm như là rau cải chân vịt, súp lơ hay cải song. Và mỗi ngày thì bạn cần sử dụng từ 300-400g cho một ngày. Đậu, đậu đỗ và các loại hạt như là đậu tương, đậu Hà Lan, lạc, hạnh nhân, hạt điều, vân vân. Bên cạnh đó thì bạn cần một chế độ vận động thể dục thể thao để tăng cường trao đổi chất các bạn nhé. Đặc biệt là các bài tập luyện về cổ và vai gáy để giảm cái tình trạng đau đầu. Gan là một cơ quan giải độc, một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Nó thực hiện hơn 2.000 chức năng khác nhau trong cơ thể của bạn. Nó được coi là một kho lưu trữ, bộ lọc và trung tâm thu thập rác thải. Nó che chắn và bảo vệ bạn từ mọi góc độ. Chính vì vậy bạn hãy bảo vệ lá gan của mình để tránh mọi bệnh tật. Nếu bạn yêu thích phương pháp chữa bệnh tự nhiên, hãy cùng mình thực hiện ngay bây giờ nhé. Tất cả các nguyên liệu đều tự nhiên, dễ kiếm và dễ thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần cho công thức ngày hôm nay đó chính là cải song. Các bạn sẽ cần sử dụng 300g cải song, có chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin K, đều là những vitamin rất cần thiết cho gan của bạn được khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn chứa một lượng nhỏ vitamin E, thiamin, riboflavin, vitamin B6, folate, acid pantothenic, magie, phosphor, kali, natri và đồng. Cải song còn có tác dụng hòa tan sỏi mật, acid trái cây mạnh và hợp chất thực vật có trong cải song cũng dễ dàng đi vào gan. Nó đóng vai trò như một chất quét dọn và chất tẩy, nhờ làm sạch và đánh bay các chất thải nhầy, chất keo dính cùng các sản phẩm phụ của các tác nhân gây hại tích tụ ở trong gan. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính bao gồm như tiểu đường, ung thư và tim mạch. Bạn sẽ ngắt riêng phần lá và bỏ phần gốc của cải song như thế này đi nhé. Cải song là một loại rau được mệnh danh là rau chống ung thư. Nó bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị hư hại, làm bất hoại hoạt chất gây ung thư, ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của các khối u. Isothiocyanate được tìm thấy trong cải song đã được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa ung thư ruột kết, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư da, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư vú. Nó rất có lợi cho sức khỏe của tim mạch theo rất nhiều cách khác nhau. Hàm lượng khoáng chất và vitamin K giúp cho cơ thể của bạn chống lại chứng loãng xương. Bây giờ các bạn hãy đem phần cải song này đi rửa sạch với nước nhé. Cải song có chứa một hàm lượng vitamin C rất cao giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Mật độ dinh dưỡng cao giúp cho cơ thể của bạn giảm cân nhanh. Natri có trong cải song giúp bạn tăng cường hiệu suất tập thể thao. Giàu carotenoid và vitamin C giúp bảo vệ sức khỏe cho đôi mắt, ngăn ngừa đục thủy tinh thể ở người già. Tiếp nữa các bạn sẽ cần sử dụng một quả la hán cho công thức này. Quả la hán trong đông y là một vị thuốc có tính mát, vị ngọt, tác dụng vào phế và đại tràng. Nó có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng và nhuận phế, thông tiện. Sử dụng trong các trường hợp bệnh nhân bị cảm sốt, ho gà, viêm khí quản, lao phổi, gây ho và viêm họng, ho nhiều đờm, mất tiếng, táo bón hay đái tháo đường. Tác dụng của quả la hán rất hiệu quả trong việc làm sạch gan, làm mát máu.
cải thiện hệ tiêu hóa, giúp cho bạn ăn ngon miệng hơn, chữa viêm họng rất hiệu quả, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Và theo nhiều nghiên cứu cho thấy quả lá hán cũng có tác dụng kháng khuẩn, phòng ngừa ung thư và chống lão hóa, làm dịu các kích ứng niêm mạc bên trong họng hầu ở những trường hợp bệnh nhân bị viêm họng hay viêm thanh khí quản. Thành phần mucosite được tìm thấy trong quả lá hán làm chậm các quá trình lão hóa, bảo vệ cơ thể bạn khỏi sự tấn công và phát triển của các gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm. Không những vậy, nó còn là một loại quả giúp tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, làm giảm nguy cơ tấn công bởi các vi khuẩn và nấm gây bệnh, hỗ trợ điều trị các bệnh về hô hấp và tim mạch, trị táo bón và thanh nhiệt cho cơ thể. Sử dụng quả lá hán kết hợp với cải son như thế này có tác dụng làm mát gan, thanh nhiệt, giải độc. Chính vì vậy mà làm tình trạng táo bón cũng được khắc phục rất nhiều. Bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị thêm 1 lít nước và cho vào nồi như thế này nhé. Đặt lên bếp và đun sôi. Loại trà này đặc biệt tốt cho gan, phổi và thận. Nó quét dọn tất cả các vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng có trong cơ thể của bạn. Thức uống này giúp cho bạn loại bỏ được độc tố, virus viêm gan B, viêm gan C, loại bỏ men gan cao, gan nhiễm mỡ hay máu nhiễm mỡ, giúp đẩy nhanh quá trình loại bỏ các chất độc hại tiềm tàng trong cơ thể, giảm viêm và ảnh hưởng rất tốt đến tình trạng của lá gan. Nó giúp cho bạn loại bỏ những chất béo tích tụ lâu ngày ở trong dạ dày, làm giảm cholesterol xấu. Nó còn giúp cho bạn cải thiện giấc ngủ và ngăn ngừa ung thư, tốt cho tim mạch và ổn định huyết áp. Sau khi các bạn đã đun được 30 phút như thế này, các bạn hãy tắt bếp và ủ thêm 30 phút nữa là được. Sau khi các bạn đã ủ được 30 phút như thế này, hãy chuẩn bị một bình trà và lọc bỏ phần bã sau đó mới sử dụng nhé. Loại trà này các bạn có thể uống không hoặc nếu thích có thể thêm 30g đường phèn vào, khuấy đều và sử dụng. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Mỗi ngày các bạn sẽ uống thức uống này thay cho nước lọc và uống liên tục trong khoảng thời gian 5 ngày. Và để gan của bạn được khỏe mạnh thì bạn nên tiến hành thải độc gan từ 7 đến 9 ngày như mình đã chia sẻ ở trên kênh. Bạn hãy áp dụng phương pháp nào mà bạn cảm thấy phù hợp nhất nhé. Và đừng quên thiết kế một chế độ dinh dưỡng thật cân bằng, nhiều rau xanh, hoa quả mọng nước, uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế những loại mỡ động vật, nội tạng động vật, chất béo không tốt và các thức uống có ga hoặc có cồn, và kết hợp tập luyện thể dục thể thao như đi bộ, đạp xe hay yoga, bất cứ môn thể thao nào mà các bạn yêu thích để tăng cường khả năng trao đổi chất và duy trì sức bền cho cơ thể. Bạn biết không, điều mà chúng ta quan tâm nhất trong cơ thể của mình đó chính là có một lá gan khỏe mạnh. Khi gan khỏe mạnh thì cơ thể của bạn sẽ rất khỏe mạnh. Chăm sóc gan chính là hoạt động rất hữu ích trong danh sách việc bạn cần làm mỗi ngày. Lá gan khỏe mạnh chính là công cụ để giảm căng thẳng hiệu quả nhất. Đồng thời, nó chính là đồng minh chống lão hóa mạnh nhất. Và nó cũng là một chìa khóa đem đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể chất cho bạn. Một phương pháp hoàn toàn tự nhiên giúp làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và chất béo trung tính ở trong máu cao. Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức làm sạch gan tự nhiên khỏi chất béo, rượu, thuốc lá và các chất độc hại, thì dưới đây là cách làm thức uống này rất đơn giản, giúp bạn ổn định huyết áp, giải tỏa căng thẳng và điều trị chứng mất ngủ, tăng cường khả năng miễn dịch và điều trị các bệnh về xương khớp, cột sống. Nó làm giảm các chất béo ở trong máu và kiểm soát đường huyết. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối, có rất nhiều các chia sẻ hữu ích sẽ chia sẻ tới bạn. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần sử dụng cho công thức ngày hôm nay đó chính là cỏ mực. Bạn sẽ cần sử dụng 50g cỏ mực tươi, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng 30g cỏ mực khô nhé. Trong cỏ mực có chứa tinh dầu tannin, caroten, chất đắng và alkaloid. Đây là một loại cây mọc dại có rất nhiều ở trong tự nhiên và nó có tác dụng giải cảm, hạ sốt. Theo đông y thì cây cỏ mực có tác dụng cầm máu và nó là một loại thảo dược có vị ngọt, chua, tính lương, chỉ huyết, vào hai kinh thận và can.
Theo nghiên cứu của các bác sĩ y học cổ truyền người Ấn Độ đã chỉ ra rằng cây cỏ mực có hàm lượng cao flavonoid và các hoạt chất sinh học khác, nên nó có tác dụng thanh độc, giải nhiệt cho gan và tăng cường sức khỏe cho gan. Nhiều nghiên cứu cũng đã được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia của Hoa Kỳ cho thấy chiết xuất ethanol của cây cỏ mực giúp tăng trọng lượng gan và thúc đẩy hoạt động của các enzyme chống oxy hóa ở trong gan, bảo vệ gan khỏi các tác hại bởi các chất độc của thực phẩm, rượu, bia, đồng thời giúp tái tạo các tế bào gan. Bây giờ chúng ta sẽ rửa sạch phần cỏ mực này đi nhé. Cỏ mực còn được biết đến là một trong những loại thảo dược có tác dụng cầm máu nhanh, ngừa mất máu đối với các vết thương hay vết xước nhỏ. Nó có khả năng kháng khuẩn, chống viêm và điều trị một số bệnh viêm nhiễm như là viêm đại tràng, viêm da, dưỡng tóc được đen mượt, óng ả, làm đẹp da, điều trị chứng tiểu tiện ra máu, phòng ngừa viêm nhiễm bàng quang, viêm đường tiết niệu. Nó còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ điều trị chứng thiếu máu. Cỏ mực là một trong các loại thảo dược được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc dân gian. Nếu như bạn yêu thích các phương pháp tự nhiên như thế này, thì đây là một loại trà mà bạn không nên bỏ qua. Bây giờ các bạn sẽ đem phần cỏ mực này đi, thái nhỏ nhé. Các bạn cũng có thể đập dập phần thân của cây cỏ mực ra nếu như muốn. Và đây là toàn bộ phần cỏ mực mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Nguyên liệu tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là gừng. Mình sẽ cần sử dụng 10g gừng cho công thức này. Gừng có chứa hoạt chất chống oxy hóa rất nổi tiếng là gingerol. Nó có tác dụng kháng viêm, sưng, ngăn ngừa virus và vi khuẩn. Bạn sẽ gọt phần vỏ của gừng như thế này nhé. Nó có tác dụng xoa dịu những cơn co thắt ở gan và điều chỉnh nhiệt độ của gan. Và nó có thể khiến cho gan trở nên ấm lên, nóng lên, thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn hoặc làm mát gan khi gan quá nóng, lấy lại được sự cân bằng tùy thuộc vào nhu cầu của lá gan tại thời điểm đó. Gừng có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, chẳng hạn như là vitamin C, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9, phosphor, niacin, kali, magie, kẽm và riboflavin. Bây giờ các bạn hãy thái nhỏ phần gừng này ra nhé. Gừng rất hữu ích đối với lá gan đang tắc nghẽn, trì trệ, lá gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Nó cải thiện khả năng tiết mật và hoạt tính của mật, đồng thời cải thiện được khả năng sản sinh acid chlorhydric ở dạ dày. Nó nuôi dưỡng gan bằng những dưỡng chất thực vật và nó giúp cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh, loại bỏ những độc tố ở trong ruột. Từ đó, các chất dinh dưỡng được vận chuyển đến gan thanh sạch hơn. Gừng còn được biết đến với tác dụng làm bong các tế bào chất béo bám ở trong gan thành mạch máu và làm cho các tế bào này phân giải thoát ra ngoài thông qua đường tiêu hóa. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Nguyên liệu thứ ba, chắc hẳn các bạn đã từng sử dụng nó, đó chính là dừa. Mình cần sử dụng 2 quả dừa như thế này. Nước dừa là một thức uống giải khát tự nhiên, cung cấp nước và thanh lọc cơ thể bằng các chất điện giải. Và thức uống này chứa một lượng lớn vitamin C, vitamin B2, vitamin B3, các khoáng như kali, canxi. Và các dưỡng chất này giúp cho bạn cải thiện độ đàn hồi của da, giữ ẩm và bảo vệ da khỏi các tia UV có hại của mặt trời. Vì vậy mà các bạn sử dụng nước dừa thường xuyên không những làm cho bạn được thải độc cơ thể, mát gan mà còn có tác dụng chống lão hóa rất hiệu quả. Và đây là toàn bộ phần nước dừa mình có, mình sẽ cho vào nồi như thế này. Bây giờ các bạn hãy đặt lên bếp và đun trong 10 phút với lửa nhỏ tính từ lúc nước sôi nhé. Sau khi nước sôi như thế này được 10 phút thì chúng ta sẽ tắt bếp và lọc trà ra một cái tách thủy tinh như thế này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Với loại trà như thế này thì các bạn có thể uống vào bất kỳ thời gian nào đều được. Uống trong ngày, vào các bữa như bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối. Bạn hãy sử dụng nó liên tục trong khoảng thời gian 14 ngày.
Bên cạnh đó thì bạn cần kết hợp với một chế độ dinh dưỡng thật phù hợp trong thời gian làm sạch gan như thế này nhé. Tuy có nhiều những giá trị lợi ích lớn cho sức khỏe, nhưng có một vài đối tượng sau đây thì cần lưu ý khi sử dụng loại đồ uống này. Thứ nhất, đó là những người đang bị viêm đại tràng mãn tính, đại tiện phân lỏng, sôi bụng thì không nên sử dụng thức uống này. Thứ hai, đối với các phụ nữ đang mang thai, thức uống này không gây giãn mạch cũng không gây hạ huyết áp nhưng có thể gây ra sảy thai. Cụ bà tiết lộ có một nắm lá ngải cứu chẳng khác nào báu vật ở trong tay, xương khớp chắc khỏe, gan sạch thận khỏe. Rất đáng tiếc là nếu như bạn không biết điều này, bản thân ngải cứu mang lại rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng ngải cứu cũng cần một vài lưu ý. Nếu như bạn sử dụng không đúng mà sử dụng sai cách thì sẽ mất hết chất dinh dưỡng, lại còn có tác hại vô cùng lớn với sức khỏe. Nếu được ăn đúng cách thì đây là một trong những cách đơn giản giúp ngũ tạng của bạn sạch bóng bệnh tật, khỏe mạnh, sống thọ tới cả trăm tuổi. Vậy cụ thể lá ngải cứu có tác dụng gì mà nó lại tốt ngang nhân sâm, thuốc bổ của đất Việt Nam như thế này? Cách chế biến món ăn này ra sao để có được lợi ích lớn nhất cho sức khỏe thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Chắc chắn xương khớp khỏe mạnh, sạch gan, khỏe thận, sống trường thọ. Rất nhiều các thông tin hữu ích sẽ chia sẻ tới bạn và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên mình cần cho công thức ngày hôm nay đó chính là ngải cứu. 50g ngải cứu cho công thức này, tùy thuộc vào số lượng người trong gia đình mà bạn có thể làm nhiều hoặc ít hơn tùy ý. Ngải cứu là một thần dược tự nhiên điều trị ho và cảm cúm rất hiệu quả. Liều thuốc tự nhiên như thế này đã được ông bà tận dụng từ thời xa xưa bởi nó có rất nhiều các dưỡng chất quý giá cùng với tinh ấm nên thường được sử dụng cho việc giải cảm, trị ho. Và lá ngải cứu thì hồi sinh xương khớp được khỏe mạnh. Theo thống kê cho thấy tỷ lệ người mắc các bệnh lý về xương khớp đang ngày càng tăng lên theo cấp số nhân và càng có xu hướng trẻ hóa. Chúng ta thường hay có thói quen sử dụng thuốc giảm đau trong các trường hợp này. Tuy nhiên, thói quen này về lâu dài lại cực kỳ có hại cho sức khỏe. Trong đông y, ngải cứu có vị đắng, cay, tính ấm, có tác dụng tăng khí huyết và thường được sử dụng để điều trị viêm khớp. Bên cạnh đó thì trong ngải cứu có chứa nhiều tinh dầu, xenon. Đây đều là những chất có khả năng sát khuẩn, giảm viêm, giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ làm liền sẹo rất hiệu quả, giúp đẩy lùi các cơn đau nhức cột sống, cơ, xương khớp do bệnh lý và do thay đổi thời tiết. Ngải cứu là một trong những loại giúp cơ thể đào thải độc tố rất hiệu quả. Nó đóng một vai trò cực kỳ tốt là một chất lợi tiểu. Tinh dầu có trong ngải cứu loại bỏ sự tích tụ của các hàm lượng bất lợi như là ure, axit uric, chất béo, muối dư thừa và nước. Nhờ vậy, cơ thể có thể bài trừ được các chất độc hại, hỗ trợ gan thận hoạt động tốt hơn. Những trường hợp bị thừa cân, cao huyết áp, viêm khớp, bệnh gút liên quan đến sự tích tụ độc tố trong cơ thể. Khi sử dụng dầu ngải cứu thì có thể giúp cân bằng và sức khỏe được cải thiện rất đáng kể. Không những vậy, nó còn giúp cho bạn ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn. Lá ngải cứu là một vị cứu tinh cho những ai đang bị chứng mất ngủ, khó ngủ hoành hành. Ở Trung Hoa, thời xưa lá ngải cứu thường được xem là một vị thuốc ngủ tự nhiên vô cùng quý giá và có mùi thơm rất tinh tế, được vua chúa cực kỳ ưa chuộng. Mặc dù đối với nhiều người thì ngải cứu khá đắng, khá khó ăn, nhưng khi bạn chế biến theo cách này thì đây là một trong những món ăn ngon nhất mà mình đã từng thấy khi sử dụng ngải cứu. Và nó có tác dụng tuyệt vời là giúp cho giấc ngủ của bạn cực kỳ ngon và sâu giấc. Chính vì vậy mà mình khuyên các bạn hãy nên sớm tận dụng ngải cứu để làm ấm kinh mạch, điều hòa khí huyết, an thần, tĩnh tâm, thông kinh hoạt lạc, làm ấm cơ thể, thư giãn đầu óc, đặc biệt là đối với những ai lớn tuổi từ 50 tuổi trở lên đang chăn trở không biết làm cách nào để có thể ngủ ngon và sâu giấc. Và đây là toàn bộ phần ngải cứu mình có. Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị một cái nồi, sau đó cho toàn bộ phần ngải cứu này vào nồi nhé. Tiếp nữa các bạn sẽ thêm vào 300ml nước lọc. Đặt lên bếp và đun sôi trong khoảng thời gian 5 phút là được. Sau khi đã đun được 5 phút như thế này rồi, các bạn hãy chuẩn bị một cái tô để chúng ta lọc riêng phần nước. Phần cái này thì các bạn hãy để riêng và chúng ta ăn ở ngoài kèm theo với món ăn này nhé. Bây giờ mình sẽ để cho phần nước này thật nguội.
Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị thêm trứng gà. Ở đây thì mình sử dụng 5 quả trứng gà con so, nó rất nhỏ như thế này. Còn nếu như các bạn sử dụng trứng gà bình thường thì các bạn hãy sử dụng 3 quả thôi nhé. Trong trứng có chứa rất nhiều các loại vitamin như vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 và một số các khoáng chất vi lượng như magie, canxi, kẽm, sắt. Nó là một trong những nguồn protein rất dồi dào và chứa một số loại axit tốt cho hệ miễn dịch. Đặc biệt là đối với chị em phụ nữ thì lòng trắng chính là thần dược giúp chống lão hóa cho làn da. Protein có trong trứng có vai trò rất quan trọng trong việc sửa chữa mô và thắt chặt làn da. Và vitamin D có trong trứng gà giúp tiêu thụ canxi làm cho xương được chắc khỏe. Vì vậy những ai đang có những triệu chứng loãng xương thì cần bổ sung trứng và thực đơn hàng ngày. Bạn sẽ khuấy đều phần trứng này lên nhé. Phần nước cũng đã nguội, bây giờ các bạn sẽ cho 2,5 thìa canh nước luộc ngải cứu vào như thế này, sau đó khuấy đều. Các bạn hãy chuẩn bị một cái đĩa sâu lòng và lược phần trứng này qua rây nhé. Mình sẽ chuẩn bị một cái sừng hấp để đem hấp phần trứng này. Khi nước bắt đầu sôi rồi thì các bạn hãy cho phần trứng này vào và hấp trong khoảng thời gian 10 phút với lửa nhỏ. Và trong lúc chờ đợi món ăn này thì mình sẽ đi chuẩn bị thêm một vài nguyên liệu nữa để thêm vào món ăn này. Mình cần sử dụng một nắm hành lá như thế này, nhiều ít thì tùy theo khẩu vị của gia đình. Hành lá rất giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, nó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch và nhiều bệnh lý khác. Trợ giúp hệ tiêu hóa, hành lá rất giàu chất xơ giúp hệ tiêu hóa được tốt hơn, tăng cường hệ thống miễn dịch, cảm lạnh, chống ung thư, tốt cho mắt, tốt cho hệ tim mạch và giúp tăng cường hệ xương. Và đây là toàn bộ phần hành mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Và dưới đây là một vài gia vị mà chúng ta sẽ cần cho món ăn này. Các bạn sẽ cho toàn bộ phần gia vị này vào nồi, sau đó đun sôi lên là được. Phần trứng sau khi đã hấp được 10 phút như thế này, các bạn hãy dùng một cái dĩa các bạn thử. Nếu như phần trứng không còn dính dĩa nữa là trứng đã chín. Bây giờ mình sẽ bắc ra khỏi bếp. Sử dụng một con dao, sau đó cắt trứng thành những miếng, tạo hình cho nó nếu như bạn thích. Bạn sẽ thêm nước tương vào như thế này, sau đó thêm vào một chút hành lá sống, ăn cùng sẽ rất là ngon và hấp dẫn. Mỗi tuần các bạn nên ăn từ 1 đến 2 bữa như thế này, một suất như thế này đủ cho 3 người ăn. Nếu gia đình bạn ít người hoặc nhiều người thì hãy nấu theo số lượng người của gia đình bạn nhé. Phần ngải cứu các bạn hãy sử dụng để ăn kèm với nước tương như một món rau luộc bình thường. Nên duy trì hàng tuần để nhận được nhiều nhất những giá trị lợi ích cho sức khỏe. Và dưới đây là một số các trường hợp không nên sử dụng ngải cứu. Thứ nhất, đó là độc tính trong tinh dầu lá ngải cứu có thể làm cho bạn bị rối loạn chuyển hóa tế bào gan, gây viêm gan cấp tính, viêm gan vàng da, viêm gan to. Vì vậy, người có tiền sử viêm gan thì cần hạn chế sử dụng lá ngải cứu, không nên ăn quá nhiều. Mỗi bữa chỉ nên ăn từ 20 đến 30 gram. Thứ hai, trong 3 tháng đầu thai kỳ thì phụ nữ không nên ăn ngải cứu để tránh nguy cơ sảy thai. Thứ ba, những người bị rối loạn đường ruột cấp tính, xơ vữa động mạch, sỏi thận cũng nên hạn chế món ăn này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.
Về già bị 5 bệnh này, tuyệt đối không ăn trứng vịt lộn kẻo rước họa vào thân. Quý vị thân mến, trứng vịt lộn là một trong những món ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là phái mạnh. Trứng vịt lộn rất tốt nhưng lại đại kỵ với 5 nhóm người sau. Nếu không biết mà sử dụng trứng vịt lộn thì không những không có lợi cho cơ thể mà nó còn khiến bệnh trở nặng hơn, rước họa vào thân, không cẩn thận, tổn thọ, vô cùng nguy hiểm. Vậy cụ thể, trứng vịt lộn có tác dụng gì? Những đối tượng nào không được sử dụng trứng vịt lộn? Hãy cùng Handmade VN tìm hiểu để phòng tránh quý vị nhé! Theo tiến sĩ bác sĩ dinh dưỡng Hồ Thu Mai, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã có những lý giải khoa học về việc ăn trứng vịt lộn như thế nào để tốt nhất cho sức khỏe. Trứng vịt lộn từ lâu đã được biết đến là loại thực phẩm bổ dưỡng, mặc dù không phải ai cũng có thể ăn được loại quả này. Trứng vịt lộn rất giàu dinh dưỡng. Trong trứng vịt lộn có chứa một số thành phần dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của nam giới như là vitamin C, beta-carotene là hai chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ thống miễn dịch phái nam nhờ vào khả năng loại bỏ các gốc tự do ra khỏi máu, niacin, riboflavin và thiamin hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Trong mỗi quả trứng có từ 6 đến 7 gram protein, từ 90 đến 100 calo trên mỗi quả trứng. Nó có chứa 28 đến 34mg canxi, chứa nhiều sắt và phốt pho, khoảng 300mg cholesterol trên một quả trứng vịt lộn. Và nó rất giàu các khoáng chất như kẽm, selen. Chính hàm lượng protein cao có trong trứng vịt lộn và giàu chất dinh dưỡng khác không chỉ cung cấp năng lượng mà còn bồi bổ cho cơ thể các vitamin và khoáng chất cho cơ thể đang bị suy nhược hay thiếu chất. Như vậy, không chỉ tốt cho sức khỏe của sinh lý nam giới mà trứng vịt lộn còn rất tốt cho những người vừa mới bị ốm dậy, cơ thể suy nhược, thiếu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi sử dụng loại quả này thì cần một vài lưu ý. Lưu ý thứ nhất, không ăn quá nhiều. Do trứng vịt lộn có chứa hàm lượng cholesterol cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Vì vậy, các bạn cần lưu ý nên ăn số lượng trứng vịt lộn vừa phải, từ 1 đến 2 quả trên một ngày và ăn không quá 15 ngày liên tục. Lưu ý thứ hai, ăn kèm với rau răm. Theo đông y thì trứng vịt lộn có tính hàn, nên thường ăn kèm với các loại rau có tính cay, nồng, ấm để cân bằng âm dương trong cơ thể, mà trong đó cụ thể là rau răm. Từ đó hạn chế tình trạng lạnh bụng, đầy hơi sau khi ăn trứng vịt lộn. Ngoài tính cân bằng âm dương ra, rau răm còn làm tăng thêm vị ngon của món ăn này, giúp cho nó được ngon hơn. Lưu ý thứ ba, không uống trà sau khi ăn trứng vịt lộn. Trong trà có chứa axit tannic khi kết hợp với protein của trứng sẽ gây tình trạng khó tiêu, đầy bụng, trướng hơi và khiến cho bạn cảm thấy khó chịu. Vậy thì thời điểm nào là tốt nhất để chúng ta có thể sử dụng loại quả này? Đó chính là ăn vào buổi sáng. Các bạn nên sử dụng trứng vịt lộn vào buổi sáng, tránh ăn vào buổi tối vì hàm lượng dinh dưỡng có trong loại quả này rất cao. Do vậy, đây là một trong những món ăn khó tiêu. Nếu như các bạn ăn vào buổi tối khi đi ngủ sẽ bị khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi do không tiêu hóa được. Vì là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng nên việc ăn trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol ở trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Ăn nhiều và thường xuyên món này cũng khiến cho cơ thể bị dư thừa vitamin A, làm vàng da, bong chóc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương. Do vậy, mỗi người lớn khỏe mạnh tốt nhất chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả trứng vịt lộn mỗi tuần. Và 5 đối tượng sau đây tuyệt đối không được sử dụng món ăn này. Thứ nhất, đó là những người đang mắc bệnh tim mạch. Trứng vịt lộn có chứa hàm lượng chất đạm và cholesterol rất cao. Nếu như các bạn sử dụng quá nhiều loại trứng này sẽ làm tăng lượng cholesterol xấu ở trong máu, gây hại cho tim mạch, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tắc nghẽn động mạch, gây đột quỵ. Vì thế, lời khuyên cho những người mắc bệnh tim mạch là không nên sử dụng loại quả này. Thứ hai là những người bị cao huyết áp. Với những người có bệnh cao huyết áp thì cũng nên kiêng không ăn quá nhiều vì có thể sẽ làm tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Người bị bệnh cao huyết áp tuyệt đối nên tránh xa trứng vịt lộn. Khi ăn trứng vịt lộn nghĩa là bạn đang nạp vào cơ thể một lượng lớn chất đạm và cholesterol. Trong khi đó, những chất này là một trong các tác nhân gây ra tình trạng cao huyết áp. Thứ ba, đó là những người đang mắc bệnh về gan, tỳ vị. Tỳ vị và gan có nhiệm vụ sàng lọc các chất độc trong cơ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta bị tổn thương, lượng đạm từ trứng vịt lộn sẽ khiến chúng phải hoạt động hết công suất, khiến tổn hại lại càng lớn hơn. Bên cạnh đó thì trứng vịt lộn có tính hàn sẽ khiến cho người bệnh gan và các bệnh về tỳ vị dễ bị đầy hơi, khó tiêu, thậm chí là đau bụng.
Thứ tư đó là những người đang mang thai. Phụ nữ đang mang thai thì không nên ăn loại quả này kèm với rau răm sống. Rau răm tiêu thực, trừ hàn, sát trùng, ấm bụng, chống đầy bụng, khó tiêu. Rất tốt cho người bình thường nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. Gừng tươi, nóng, kích thích hệ tiêu hóa, giải độc, tốt cho tim mạch nhưng có thể gây sảy thai ở đầu thai kỳ nếu như cơ địa yếu, dây chẳng lỏng lẻo. Giai đoạn cuối thai kỳ, mẹ bầu ăn trứng vịt lộn sẽ tích quá nhiều đạm, chậm tiêu, sinh nhiều cholesterol xấu ở trong máu cũng không tốt. Chính vì vậy mà những ai đang mang thai thì tuyệt đối không nên sử dụng loại quả này. Thứ năm đó là người vừa mới sinh non. Sản phụ vừa sinh non thì không nên ăn loại quả này vì loại thực phẩm này có chứa nhiều protein và chất béo có thể gây khó tiêu, đầy bụng. Và đặc biệt đối tượng thứ sáu đó là trẻ nhỏ thì tuyệt đối không nên sử dụng loại quả này do hệ tiêu hóa của trẻ còn nhỏ vẫn chưa thể phát triển hoàn toàn. Chính vì vậy nếu như bố mẹ cho con ăn quá sớm, quá nhiều trứng vịt lộn sẽ dẫn đến trướng bụng, rối loạn tiêu hóa.